Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thắng lợi của quân và dân ta trong trận Điện Biên Phủ trên không cuối tháng 12 năm 1972 có ý nghĩa to lớn, tạo bước ngoặt quyết định của cuộc chiến tranh. Thắng lợi ấy thuộc về toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Nhưng trước hết là sự chỉ đạo sáng suốt tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính Bác đã dự báo sớm việc Mỹ dùng B-52 ném bom Hà Nội và chỉ đạo nghiên cứu, chuẩn bị lực lượng, trang bị vũ khí, đánh thắng B-52 của đế quốc Mỹ. Ngày 21 tháng 2 năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị Bộ Chính trị, thông qua kế hoạch xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng. Người khẳng định chủ trương xây dựng một quân đội cách mạng chính quy hiện đại, trong đó lực lượng phòng không không quân mạnh mẽ và phát triển rộng khắp. Kết luận hội nghị, người nhấn mạnh yêu cầu lập kế hoạch phòng không nhân dân và chỉ rõ phải chuẩn bị cử nhiều cán bộ đi học sẵn cho không quân. Năm 1964, đế quốc Mỹ cho không quân đánh phá một số mục tiêu ven biển của ta từ Quảng Bình đến Quảng Ninh. Quân và dân miền Bắc đã đánh trả quyết liệt và giành thắng lợi lớn. Năm 1965, đế quốc Mỹ tiếp tục tăng quân vào miền Nam tiến hành chiến tranh cục bộ và bắt đầu sử dụng máy bay ném bom chiến lược B-52 trên chiến trường. Trong một lần đến thăm đơn vị phòng không Hà Nội, Bác lại dặn, dù đế quốc Mỹ có lắm súng nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay B gì đi chăng nữa, ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ, chứ nhiều hơn nữa, ta cũng đánh. Mà đã đánh là nhất định thắng. Ngày 29 tháng 12 năm 1967, giao nhiệm vụ cho đồng chí Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân Phùng Thế Tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua mới chịu thua. Phải dự kiến trước tình huống càng sớm càng tốt, để có thời gian mà chuẩn bị. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Đồng thời người chỉ thị cho quân đội, phải dự kiến mọi tình huống, càng sớm càng tốt để có thời gian chuẩn bị đánh B-52 địch. Trong 12 ngày đêm tiến hành đánh phá từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 12 năm 1972, Mỹ đã huy động một lực lượng lớn siêu pháo đài bay, gồm 740 lần chiếc B-52, hơn 1.000 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh tập trung ồ ạt liên tục, quyết liệt chút hàng ngàn tấn bom đạn xuống Hà Nội, Hải Phòng và vùng lân cận, nhằm đưa nước ta trở về thời kỳ đồ đá. Kết quả là trong chiến dịch 12 ngày đêm, ta đã bắn rơi 81 máy bay địch, trong đó có 34 máy bay chiến lược B-52. Ngoài ra còn tiêu diệt 5 máy bay F-111, 24 máy bay phản lực của Hải quân, 3 máy bay trinh sát và 1 máy bay lên thẳng. Có đêm ta tiêu diệt 18 máy bay địch, trong đó có 8 chiếc pháo đài bay B-52. Trong hồi ký của mình, Tổng thống Nixon thú nhận, nỗi lo của tôi trong những ngày này không phải là lo những làn sóng phản đối phê phán nghiêm khắc ở trong nước và trên thế giới, mà chính là mức độ tổn thất về máy bay B-52 quá nặng nề. Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, số ra ngày 29 tháng 12 năm 1972, bên cạnh bài hát Hà Nội Điện Biên Phủ của nhạc sĩ Phạm Tuyên ở trang 2, chuyên mục viết tại chỗ về Hà Nội Điện Biên Phủ có một dòng chữ: Hà Nội đang thắng một trận Điện Biên Phủ trên không. Từ đó, cụm từ chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không đã đi vào sử sách. Trận Điện Biên Phủ trên không lừng lẫy buộc đế quốc Mỹ phải quay lại bàn đàm phán tại Hội nghị Paris, chấp nhận rút quân khỏi Việt Nam. Thắng lợi của Hà Nội Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972 là một trong những chiến công oanh liệt nhất trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Chiến thắng này là kết quả của sức mạnh tổng hợp từ ý chí quyết tâm đến cách đánh thông minh sáng tạo, từ đoàn kết dân tộc đến sức mạnh ủng hộ quốc tế trong sáng. Trên hết và trước hết là sự lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính có đường lối kháng chiến đúng đắn, khoa học, mà hạt nhân của nó là tư tưởng chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh.